Hello, chào tất cả anh em, chào Nguyễn Thường Minh. Video này mình có tính chất là khoe với các anh em những cái chai Đông Nam mình mới thử được. Nó có thể những chai còn full và những có thể là những cái chai em là gốc mình mua lại thôi. Nhưng mà không sao cả. Cái quan trọng là mình muốn khoe với các anh em những cái mùi hương mới mình mới sở hữu. Đó, chai đầu tiên mình muốn nói đến đây là một sản phẩm của nhà It Libre Dorange. Nói chung là khó, nhà này rất là khó phát âm. Fidel, không biết. Nhưng đây là một mùi hương có thể gọi là dễ ngửi. Một trong những chai nước hoa dễ ngửi của nhà nước hoa này, bên cạnh những mùi hương phải gọi là kinh hoàng, những mùi hương gọi là ám ảnh, thì với cái mùi hương của gạo rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu, thiên hơi thiên hướng về nữ. Nhưng mà không sao cả, bây giờ nước hoa nam, nước hoa nữ cũng không phân biệt quá nhiều. Nhưng đây là một mùi hương khá là thú vị và mình sẽ chả cần thời gian để trải nghiệm thêm. Tiếp nữa là một không thể gọi là siêu phẩm, thế nhưng cũng khá đình đám trong thời gian vừa rồi. Đấy, H24. Để mình xoay lại, ok. H24. Đấy, em nói đấy. Đây là một mùi hương mình đang cần thời gian để thẩm. Nó rất là nhẹ nhàng, nó thế nào nhỉ? Khi mà mình đang trong cái giai đoạn mình kiểm tra thì đến hiện tại thì mình chưa thấy thích, nhưng mình cũng chưa thấy ghét. Mà nói tóm lại là mình sẽ cần thời gian để thẩm về mùi hương chai nước hoa này. Nữa là Acqua di Parma Fico di Amalfi. Đây sẽ là một mùi hương mùa hè mình sẽ sử dụng trong năm nay. Sung này, can chanh, rất là sang, rất là nhẹ nhàng, cực kỳ thích hợp với điều kiện thời tiết mùa hè ở Việt Nam. Một lần blind buy nữa thành công của mình. May phước mà thành công, không thì cũng toang. Đấy, buổi đang đói kém này mua mà fail chết. Tiếp nữa là Dirty Lush Dirty. Mùi hương bạc hà, ngửi rất là thích nhá. Nó giống như kiểu như lần trước mình đã nói là nó giống như kiểu chúng ta lao vào một cái biển sóng hay một bất kỳ một cái gì mà cảm giác nó thanh mát. Nói chung đây là cái mùi hương mà mùa hè mà chúng ta ngồi trong phòng điều hòa và xịt mùi hương này, mình nghĩ rằng nó cũng có thể gây cho mọi người một cái cảm giác dễ chịu, sẽ khiến cho mọi người cảm thấy nó bớt đi cái nắng nóng, cái nồng nực của mùa hè ở Việt Nam. Mình nghĩ là như thế. Lush Dirty. Nữa là New York Coach. Đây là một mùi hương có cái nét tương đồng với Dior Sauvage YSL YEDP. Có nghĩa là nó một cái phong cách làm mùi giống nhau. Thế nhưng ở chai nước hoa này nó nhã nhặn hơn, nó có vẻ nó không sắc, nó không nồng nàn như Dior Sauvage hoặc là YEDP. Mà chai nước hoa này thì nó nhẹ nhàng hơn, cũng khá là thú vị. Một trong, mình nghĩ rằng đây sẽ là một mùi hương rất là linh hoạt. Bất kỳ một khi nào mà chúng ta không biết là nên xịt mùi hương nào thì cứ lấy ra và phịt em nó. Đó, New York Coach. Tiếp nữa là một series các cái sản phẩm dòng Dior cao cấp, Dior Exclusive đó. Chai đầu tiên mình muốn khoe với anh em đó là Palais Sauvage. Một mùi hương hơi một chút soapy, có một chút sung và một chút soapy, rất là nhẹ nhàng và dễ xài. Đây cũng là một mùi hương rất là linh hoạt và bất kỳ khi nào chúng ta đang phân vân không biết nên sử dụng mùi gì thì Palais Sauvage là cái mùi hương cứ lấy ra mà bèm 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 bèm, không phải lăn tăn gì cả. Đó. Nữa đó là New Look 1947. Đây là một mùi hương kết hợp giữa hoa linh lan và vani. Nó thì là mùi hương của nữ. Thế nhưng mà các anh em nam nào mà thích cái phong cách mùi hương nó bóng bẩy, nó dạng như kiểu phong cách disco, nếu mà chúng ta xem những cái dancer mà theo cái phong cách disco thập niên 70-80 ấy, họ có một phong cách rất là hơi điệu một chút, thì New Look 1947 cũng rất là thích hợp với các kiểu phong cách như thế. Mình nghĩ rằng có rất là nhiều các anh em ưa thích một phong cách hoa hòe hoa sói, không phải không có, xịt mùi hương này cũng rất là hợp đó. Và một số chai mini. Đầu tiên đó là Oud Ispahan. Không biết các anh em có nhìn thấy không nhỉ? Ok. Đây là mùi trầm.
Thật ra thì nó không phải là một cái tông combo mùi quá là mới đó. Anh em sẽ gặp rất nhiều những cái chai có cái nét tương đồng với Oud Isfahan. Do đó mình nghĩ rằng cũng không phải là quá đặc biệt. Dù là chai này làm mùi cũng rất là nhuyễn, nhưng mà không phải là một cái gì đấy nó đặc biệt, nó không phải là mới mẻ đó. Chai nữa đó là Roach Trafalgar. Không biết nói có đúng hay không. Đấy. Ok. Chai nước hoa này có cái tông mùi của quả dâu, rất rất là nữ tính. Anh em nào mà có bạn gái yêu thích cái kiểu fruity, thích cái mùi hương đại kiểu trái cây ấy, thì nên mua tặng mùi hương này. Khá là thú vị, mùi hương của quả dâu. Nữa đó là Spice Blend. Đây là chai nước hoa có cái tông mùi cay nồng và nó có cái nét tương đồng với Spice Bomb. Đây là chai nước hoa có cái nét tương đồng với Spice Bomb. Chai nào hơn, chai nào kém thì cái đấy là tùy mỗi người. Ở đây thì mình chỉ đang nói là nó có nét tương đồng thôi. Nữa đó là Lucky Jasmine hoa nhài. Mình không thích hoa nhài lắm. Chai nước hoa nhài duy nhất mình thích đó là Amort Reflection. Còn lại thì mình không phải là một fan hâm mộ quá nhiều. Và đây là chai nước hoa mình hiện tại mình đang đánh giá rất là cao trong cái line của nhà Dior này, đó là Boss Dragon. Không biết có nếu mà mình có phát âm có sai các anh em thông cảm. Đó. Đây là cái mùi hương kết hợp giữa mật ong và gỗ. Tông mật ong và gỗ rất rất là thú vị. Được chế tạo ra bởi nhà perfumer pha chế ra mùi hương của Encrianoid. Đó. Bà này rất là mạnh về những cái tông mùi như kiểu gỗ vetiver ấy, kiểu như thế. Và ở chai nước hoa này mix rất là hay giữa mật ong và cái nốt gỗ. Mình rất là thích cái chai nước hoa này. Nếu mà mình xài mà ok mình sẽ mua chai to, còn tạm thời thì cứ .. đó. Video này thì không có gì ngoài khoe với anh em số chai mình mới sở hữu. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Được, xin chào và hẹn gặp lại. Và anh em nào có ý định là muốn mình review hoặc là chia sẻ với anh em mùi hương thích, anh em thích đánh giá chai nào thì cứ bảo mình comment ở bên dưới và mình sẽ chiều thôi. Ok, bye bye.